Dạ Phương Mai chú Chị Bông xin chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, hôm nay em sẽ giới thiệu với chúng ta một cái lô mai con quấn rễ rất là đặc sắc luôn cả nhà. Thì hiện tại bên vườn mai nhà em loại nào cũng có, giá nào cũng có, cây nào cũng có hết. Cho nên cả nhà hãy vào và xem và mua theo sở thích của mình nha. Thì đáp theo yêu cầu của khách cho nên là em sưu tầm cũng rất là nhiều loại rễ ở trong đây đây. Thì đầu tiên sẽ là một cái loại bí nha. Đó, bí, đây, quấn bí nha cả nhà, từ 5 mắt trở lên. Đó, cái này là loại bí 100%, bí rặt luôn nha. 2, 4, 5 mắt ha. Và cái bầu của nó thì sẽ lớn hơn những cái bầu phân khác cả nhà. Đó, đây nè, quấn rễ nè. Bí thưa như vậy nè, cả nhà biết chi không? Mấy mốt cái rễ này nè, nó lớn lên, nó sẽ bự ra và nó sẽ không bị dính với nhau. Đó, thì cái loại bí này á, phải nói là rất là đặc sắc và rất là đẹp luôn nè cả nhà. Nè ha, đây, nó có 2, 4, 6 mắt luôn nè. Đây rễ bí nha. Cái này á thì em bán là đảm bảo nha cả nhà. Bởi vì á em ngồi em moi từng cây luôn. Cái này là moi từng cây rửa ra nha. Chất lượng như vậy mới giao cho khách. Thì cái hàng bí này nó cao từ 50cm đi lên nha. 50cm đi lên. Nè, trời ơi, rồi bí nè. Rất là đẹp luôn ha. Rồi, ngoài bí em sẽ có hình thú. Và nè, cả nhà ơi, cái lô thú này phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Cây rất là mập bằng cái đầu đũa không ăn của mình đi lên. Và chiều cao của nó thì từ tầm 60-80. Đây, nó nào vào thú nha. Đó, đây, quấn rất là công phu cả nhà. Đây ha, y như con thú nằm hết. Đây cả nhà nhìn nè. Nè, ngay chỗ này á là nó sẽ cong dẹo xuống cái vậy nè. Đó, cả nhà nhìn nè. Nó lên y như con thú luôn ha. Đó, ai thích cái loại thú thì quá tuyệt vời luôn cả nhà. Đây, trời ơi coi nè. Cả nhà nhìn nè ha. Đó, ra thú 100% thú luôn. Lựa luôn, mau rễ chính xác như vậy mới giao cho khách luôn ha. Đó, đây, hình thú. Thú này 20.000 con nha. Thú bự nha cả nhà. Đó, 20.000 con. 25 con là em bao ship. Còn nếu mà chúng ta thích lấy 5 bí, 5 bính, 5 hồ lô, 5 thú á thì vẫn được bao ship nếu tổng là 25 cây. Đó, cả nhà nhìn nè. Con thú rõ ràng luôn nha. Đó, cái này là quấn hình thú. Rõ luôn ha. Bí cũng rõ mà thú cũng rõ. Hàng này là ba chất lượng luôn nha. 20.000 con nha cả nhà. Rồi qua bên đây. Bên đây sẽ là hồ lô. Hồ lô biến. Đó, đây. Nó sẽ có một cái cụ nụ ở trên đây nè. Còn phần ở dưới đây là nó quấn y như cái này người ta gọi là hồ lô bí á cả nhà. Ở phần tròn ở dưới là hồ lô ha. Ở trên đây nó có cái núm. Thì sau này lớn lên thì nhìn sẽ thấy rất là rõ cả nhà. Đây nè ha. Nó có hai tầng. Một tầng bí ở dưới rồi cái u ở trên. Thì đó là hồ lô ha. Hồ lô nha cả nhà. Rồi hồ lô thì cũng 20.000 cái luôn. Con cái hồ lô luôn. Rồi tiếp tục cái hồ lô thì chúng ta sẽ có cái bính. Đó. Trời ơi bính tóc nha. Bính xương cá. Rất là đẹp. Trời ơi nè. Cả nhà nhìn nè ha. Cái lô bính này thì 22.000 nha. Bữa em có cái bính nhỏ 20 nhưng mà em hết loại đó rồi cả nhà. Còn cái loại bính 22.000. Đó đây ha. Thì tất cả 25 cây em đều bao ship hết cả nhà. Quá trời đẹp luôn ha. Ai thích sưu tầm mấy cái loại rễ đẹp ấy, thì hãy vào xem vườn mai nhà em nha. Đó đây ha. Rồi hồ lô. Bên kia hồ lô nãy có giới thiệu với chúng ta rồi ha. Hồ lô với bính nè. Thú bí. Rồi ngoài cái đó thì bên em sẽ có một cái loại rễ bí nữa. Bí này 4 mắt ha. 4 mắt. Đó cả nhà. Giá thì 15.000 nha cả nhà. Cái này 4 mắt nha. Em nói trước rất là kỹ. Loại 4 mắt đi lên 15.000. 5 mắt đến 6 mắt là giá 20.000. Đó. Thì cái này cũng ship từ 25 trái và bao phí vận chuyển luôn nha. Đó đây, này bí nè. Cao cũng khoảng 50 ha. Rồi, ngoài cái loại đó thì em sẽ có cái loại mai con quấn rễ lộn xộn này. Giá rẻ 7.000 nè cả nhà. Đó, cây cao 50-70 luôn. Đó, rễ nè. Có bí 3 mắt nè. Hình thú nè. Lộn xộn nè. Loại này là loại lộn xộn nha cả nhà. Đó, đây ha. Rồi giá là 7.000 cây thôi nha. Cây này phải nói là nhánh rất là nhiều và cây mập ủ luôn. 7.000 cao 50-70 nha. Rồi giá là 7.000. Em ship từ 50 cây và không bao phí vận chuyển nha. Rồi ai thích loại nào thì xin hãy alo cho vườn mai của chiếc chè bông nha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ.